À, xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì em đến với bài kiểm của em Nhi ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số may giống may ghép hàng cho Tết 2025 ha. Cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình cho Tết 2025 luôn. Với nhiều loại may giống cô chú anh chị, giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vùng của em Nhi nha. Không là mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi ha, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi Nhi ơi, chào cô chú anh chị giùm anh đi Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh em xin cho cô chú anh chị lô may giống mới nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cái nào không ạ. Cho cây đầu tiên mã số 1B nha cô chú anh chị. Rồi cây bông dảo giống mới của cô chú anh chị. Cũng chưa có đặt tên nữa mà bông nó bự 10 phân luôn nha. Đó. Rồi. Thì cái này bông cũng khá là to dạ, cô chú cây, anh chị cây, ha. Cây kia nó nhà nó dữ lắm cô chú, bông bự 10 phân cô chú anh chị. Còn này là cây F1 đó. Cũng chưa có tên nữa, bông bự lắm. Rồi. Này là mới chia là của vườn mới vừa chia cho được ha. Hai cây ha em ha. Hai cây đúng rồi. Cái này giá bông bự mà nụ nó siêu nhiều luôn cả nhà. Rồi. Bông bự lắm. Quanh là mình được 17 có củ luôn nha. Rồi. Giá bông chơi thử thì bông đẹp lắm, bông bự mà đẹp lắm. Rồi. Cao được 67. Cái ngang là mình được 71. Rồi. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình cái này giá 600 nghìn thôi nha. Rồi. Ở cây luôn ha. Theo cây mã số 2B được cây dảo như ý nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này hàng cho Tết nha cô chú anh chị, có nụ rồi nha. Rồi. Nụ trơn quanh 17 luôn. Lên nụ rồi nè cô chú anh chị. Cao 60. Ngang được 56. Cái củ nè cô chú anh chị ha. Quá trời củ luôn. Cái củ ngon lành nha. Dạ. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 600 nghìn thôi nha. Rồi bao ship ha. Dạ. Cây mã số 3B. 3B một cây sibon bình lợi nha cô chú anh chị. Đó này cũng có cái củ quá trời luôn. Bình lợi. Dạ. Hàng cho Tết luôn nghe nụ nhiều lắm. Quanh là mình được 21. Nút nụ là ok lắm cô chú anh chị ơi. Cao 68. Tới ngang mình được 64. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 600 nghìn thôi nha. Rồi 600 bao ship luôn ha. Theo cây mã số 4B nha. Cũng rồi. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Đó. Cái phơm tàn nhìn cưng ha. Mình do ha. Mình cho Tết nha. Quanh 17. Đó, nụ lên đều gan bao cho Tết cho mình lại ha. Tới ngang được 58. Cây rất là mướt ha. Nụ mướt mạnh luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình nè. Cái này cũng 550 nha cô chú anh chị. Rồi 550 ha. Tiếp theo cây mã số. Mã số này là mã số 5A, 5B chứ. Rồi 5B. Cũng là một cây xuống bình lợi nha. Rồi. Tàn phong tàn nhìn cưng quá trời đi. Cái tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Nụ thì là vô đều gan nụ. Quanh 17 luôn. Trời ơi, này là quanh to. Nụ thì mướt luôn cô chú anh chị. Cao 65. Ngang 63. Đó, cái vàng này lên nụ đều gan rồi cô chú anh chị nè. Dạ. Nút nụ. Mỗi mắt lá nha, mình dạch cho mình mới thấy nha, đừng xoay. Đó, quay gõ nụ ha. Dạ, cái này em cũng để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 550 thôi nha. Rồi, cái cây mã số. Mã số 6B. Rồi. Rồi, một cây dảo như ý nha cô chú anh chị. Ồ, thông thẳng tròn. Rồi, thông số cái này luôn ha. Dạ. Hàng chết tết nè. Quanh là mình được 17. Rồi. Tàn ok ha cô chú anh chị ha. Cao 69. Tán ngang 70. Rồi cái này em cũng để cô chú anh chị gần xa mình giá 600 ngàn thôi nha, cây dẫn như ý. Rồi, 600 ngàn ha. Cây mã số 7B. Rồi. Một cây siêu ông Sài Gòn nha. Cái này cái nó lùng lực mà cái tàn cái nè cô chú anh chị. Ủa, ơi, quá đã luôn. Nụ thì bao nụ nha cô chú anh chị ha. Nụ củ chơi to, tết thoải mái luôn ha. Phơm tàn lùng lực nè. Quanh 22 luôn. Quá cái đã. Củ quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Cao 49, phơm tàn lùng lực nha. Rồi. Tán ngang mình được 66. Rồi. Ồ, cây này đã. Rồi cái này ai mua để cô chú anh chị mình lại xáo xị thôi nha. Rồi, 600 ngàn bao ship ha. Dạ. Cây mã số 8B nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cây dảo như ý nữa nha. Rồi, cái này có tàn không? Cũng tròn nữa. Cái này tàn tròn, nó đẹp. Rồi. Thông số luôn nha. Quanh là được 17. Rồi. Như ý ha, lên nụ rồi là cô chú anh chị ơi. Tán ngang được 65. Có nụ về chơi Tết rồi nha. Nè. Hàng chơi Tết cô chú anh chị ơi. Nè, nụ này là về về luôn nè cô chú anh chị. Ồ. Rồi, rồi cái này ai mua để cô chú lại mình xáo xị thôi nha cô chú thì 600 ngàn nha. Rồi đợi cây luôn ha. Cây mã số 9B một cây nhiều ngọc toàn nha. Rồi. Cái này cũng một dạng là phơm tàn lùng lực nha, nụ thì siêu nhiều giùm em luôn. Rất là nhiều nụ luôn cả nhà. Nụ nè cô chú anh chơi nè. Wow, trời quá đất nụ ha. Bao chuẩn giống nha. Đế đẹp nha. Quanh 16. Quá nguyên cái củ đế luôn. Nụ quá trời. Cao 59.
ngang được 58. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 550 nha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 10B là một cây giỏ bông bự nha cô chú anh chị. Rồi, một cây giỏ bông lớn cô chú anh chị. Bông bự nữa. Bông này tới 10 xăng, 10 xăng. 10 xăng cô chú anh chị. Rồi. Đó bông bự lắm. Có hai cây một duy nhất luôn á là chia lại của vườn của nói chung là cũng ở gần á. Rồi. Của chú ở gần đó. Xong rồi thấy cây bự quá chia lại rồi chia về bán cho chú anh chị mình lại. Rồi. Hoành được 16, có mấy cây, có hai cây. Rồi. Cao 75. Tán ngang mình được 73. Rồi. Cái này em mua em để cho 600 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Và cũng là cây cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua ạ. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh em hôm nha. Em xin chào và gặp lại ạ. Rồi, cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.